con cái ở riêng hết á, con còn ở Việt Nam nữa. Tôi đi lãnh tiền già, đi mướn phòng riêng, nó quá đắt, 800-900 nên không đủ số tiền đi chợ mua bó rau. Nên ở đây order được food, cho đồ ăn á, chúng tôi rất là mừng, quý trọng lắm. Những đồ này chúng tôi không có đủ tiền để mua đâu. Tôi cũng trọng ơn, cảm ơn cô chú nhiều lắm.